Thưa quý vị, để đào tạo đội ngũ giáo viên phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, vai trò của các trường sư phạm là hết sức quan trọng. Tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, những năm qua, nhiều nội dung đào tạo đã được điều chỉnh, bổ sung để thích ứng với chương trình mới. Với chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều môn học mới đã xuất hiện như các môn tích hợp ở bậc trung học cơ sở, các môn nghệ thuật ở bậc trung học phổ thông, đưa hoạt động trải nghiệm vào chương trình chính khóa. Vì vậy, từ năm 2019, trường Đại học Sư phạm đã mở thêm ngành sư phạm khoa học tự nhiên và sư phạm lịch sử địa lý cùng một số ngành khác, ứng với các môn mới trong chương trình. Và mạnh dạn là bỏ đi các cái học phần mà nó không còn cần thiết hoặc là chưa cần thiết đối với chương trình và bổ sung các cái học phần mới. Ví dụ như là giáo dục STEM, rồi là hoạt động trải nghiệm, rồi là các cái nội dung liên quan đến giáo dục địa phương thì cũng đã được lồng ghép vào trong chương trình. Ngay trong cái nội dung của học phần thì cũng có cái sự điều chỉnh lại nội dung để sao cho nó phù hợp với lại cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Với những yêu cầu đặc thù trong chương trình giáo dục phổ thông mới, việc thay đổi tư duy trong công tác dạy học là một thách thức đối với đội ngũ giáo viên. Vì vậy, nhà trường đã chủ động điều chỉnh các chương trình đào tạo giáo viên theo hướng mở, liên thông, trang bị kiến thức, đại cương theo lĩnh vực, tăng thời lượng thực tập rèn nghề. Bên cạnh công tác đào tạo, giảng viên nhà trường cũng đồng hành cùng trường phổ thông, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục. Khi mà mình đi tập huấn giáo viên thì mình sẽ tập trung để giúp cho giáo viên hiểu rằng cái bản chất của chương trình theo tiếp cận năng lực là gì. Là phải giúp cho người học có thể vận dụng được kiến thức, kỹ năng vào giải quyết những cái tình huống thực tiễn cho cuộc sống một cách hiệu quả. Hay là trong chương trình tập huấn thì cũng sẽ hình thành cho giáo viên cái năng lực về thiết kế, đánh giá, làm sao để đánh giá được cái năng lực của người học theo đúng cái định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Chương trình mới vừa triển khai, vừa hướng dẫn tiếp cận sách, nhưng có một thực tế khó khăn với ngành giáo dục là việc thiếu giáo viên. Hiện nhiệm vụ của các trường đại học cao đẳng sư phạm rất nặng nề. Khi vừa triển khai việc bồi dưỡng lại lực lượng giáo viên hiện có, vừa phải tăng tốc, mở mới hoặc chuyển đổi ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Thì chúng tôi đang có dự kiến sẽ mở thêm một ngành nữa là sư phạm mỹ thuật phục vụ cho chương trình mới. Chúng tôi triển khai rà soát từ mục tiêu chuẩn đầu ra cho đến khung chương trình, cho đến cái đề cương chi tiết, đảm bảo được là nó phù hợp về phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá. Đó là chúng ta sẽ thay đổi chương trình 2008, cái thay đổi lớn nhất là đánh giá theo gọi là năng lực, thì chúng tôi sẽ thay đổi trong tất cả cái chương trình đào tạo. Theo kế hoạch đến năm 2025, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ phụ hết các khối lớp. Để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, phải bắt đầu từ đội ngũ nhà giáo. Muốn đổi mới lực lượng nhà giáo phải bắt đầu bởi hệ thống các trường đào tạo giáo viên. Thực tế, thiếu giáo viên tại nhiều địa phương trên cả nước cũng đặt ra nhiều vấn đề về công tác dự báo, triển khai đặt hàng giáo viên cho các trường sư phạm, cũng như việc thu hút nhân lực giỏi vào ngành sư phạm để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.